Round it. Punch! Just punch! Just punch! Look at him just pressing on the head here, though. That, stop! Oh, wait, that's illegal! Time! His knee was down. His knee was all the way down. Illegal knee. He told him. Thật khó tin nhưng đây là cách mà Aljamain Sterling mở ra triều đại của mình tại hạng gai UFC bằng chiếc đai đầu tiên anh giành được vào năm 2021. Bạn không nghe nhầm đâu, dù Sterling là người đã gục xuống sau cú lên gối này của Petrosian. Tình huống ra đòn phạm luật của Petrosian đã khiến cho Sterling bất đắc dĩ trở thành nhà vô địch theo cách không ai muốn, được xử thắng cuộc vì đối phương phạm luật. Khoảnh khắc này bắt đầu biến Sterling trở thành một kẻ bị hoài nghi với những chỉ trích về việc anh không xứng đáng có được chiếc đai danh giá. Trận tái ngộ với Petrosian tổ chức không quá lâu sau đó, một năm sau lần chạm trán đầu tiên. Lần này, Sterling đã vượt qua Jan nhưng theo cách vô cùng xích sao, một chiến thắng nhờ quyết định không đồng thuận từ ba trọng tài. 6 tháng sau, triều đại của Sterling một lần nữa bị thách thức, lần này bởi TJ Dillashaw. May mắn một lần nữa mỉm cười với nhà vô địch khi TJ Dillashaw bất ngờ bị trật khớp vai ngay ở hiệp 1 để rồi gục ngã dưới cơn mưa đòn của Sterling trong hiệp 2. Trận bảo vệ đai mới nhất của Sterling diễn ra hồi tháng 5 trước một huyền thoại đã nghỉ thi đấu đến gần 3 năm là Henry Cejudo. Một lần nữa, Sterling lại chiến thắng, nhưng một lần nữa, đó lại là một chiến thắng với quyết định không đồng thuận của ba trọng tài. Nói một cách tích cực, Aljamain Sterling có thể coi như một trong những nhà vô địch may mắn nhất từng xuất hiện tại UFC. Đương nhiên, không thể phủ nhận tài năng cũng như đẳng cấp để có thể thống trị một hạng đấu tại UFC trong suốt 2 năm trời. Nhưng rõ ràng, tại UFC 292 này, Sterling không những cần phải thắng, mà còn phải thắng một cách thuyết phục Sean O'Malley để chứng minh với cả thế giới rằng anh xứng đáng với danh vị vô địch.